Giấc mơ thấy con gà đen đôi khi khiến nhiều người thấy hoang mang lo sợ, nhưng liệu những giấc mơ liên quan đến con gà đen có phải đều mang ý nghĩa không may mắn? Cùng tìm hiểu ý nghĩa giấc mơ thấy con gà đen trong bài viết dưới đây và cùng tìm ra con số may mắn tương ứng với từng chi tiết nhé. Nằm mơ thấy con gà đen tấn công. Thật không dễ chịu khi bị gà tấn công. Ngay cả trong giấc mơ cũng không. Nằm mơ thấy gà đen tấn công mình là điềm báo về tình cảm và tình yêu đang gặp trục trặc. Thời điểm lý tưởng là quan sát kỹ hơn tình hình mối quan hệ của bạn. Nằm mơ thấy con gà đen tấn công đánh số 90-10. Ngủ mơ thấy con gà đen đuổi theo. Khi bạn nằm mơ thấy con gà đen đang đuổi theo mình, điều này cho biết thời gian gần đây bạn đã quá khó khăn vất vả để có thể vượt qua sóng gió. Chính vì thế đây là lúc để bạn nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe cũng như tinh thần để tiếp tục chiến đấu với những thử thách mới. Ngủ mơ thấy con gà đen đuổi theo đánh ngay số đề 09-12. Mơ thấy con gà đen đang mổ nhau. Theo các chuyên gia giải mộng giấc mơ, giấc mộng thấy con gà đen đang mổ nhau đánh nhau là lời cảnh báo thời gian sắp tới bạn sẽ dính phải vụ kiện lớn hoặc công việc gặp trở ngại lớn. Chính vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân mọi vấn đề để có thể giải quyết nhanh chóng ổn thỏa nhất nhé. Mơ thấy con gà đen đang mổ nhau đánh ngay con, 37. Mộng thấy con gà đen bị giết chết. Giấc mơ thấy con gà đen bị giết chết, điều này cho biết bạn đang khá bất an về điều gì đó mà khiến bản thân không dám tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình. Lời khuyên cho bạn là hãy nhìn nhận lại vấn đề mình đang gặp phải để có thể có hướng đi phù hợp hơn. Mộng thấy con gà đen bị giết chết đánh ngay số 87-34. Chim bao thấy gà đen vào nhà. Khi bạn nằm mơ thấy con gà đen vào nhà mình, điều này cho biết trong gia đình bạn đang có người mắc bệnh nặng và khả năng cao khó qua được. Chính vì thế bạn và những người thân trong gia đình nên chuẩn tâm lý khi có chuyện xấu xảy đến nhé. Chim bao thấy gà đen vào nhà đánh số đề 77-31. Nằm mơ thấy đàn gà đen. Giấc mơ thấy đàn gà đen hay nhiều con gà đen cho biết bạn đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất của đời mình. Tuy biết là rất khó khăn nhưng bạn nên dũng cảm để vượt qua điều này vì tương lai còn nhiều thứ tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn mà. Nằm mơ thấy đàn gà đen đánh con, 89-35. Ngủ mơ thấy mình nuôi gà đen. Giấc mơ thấy mình nuôi gà đen nhắc bạn không nên quá tin tưởng ai đó dù là người quen biết lâu, vì thời gian tới bạn sẽ bị chính người bên cạnh hãm hại. Do đó để bản thân không rơi vào bẫy của người khác thì bạn nên cẩn thận đề phòng nhé. Ngủ mơ thấy mình nuôi gà đen đánh đề số 84-29. Mộng thấy mình ăn thịt gà đen. Giấc mơ thấy ăn thịt gà đen là lời cảnh báo rằng sẽ có người tìm cách đánh lừa bạn. Những cám dỗ như vậy không chỉ là vật chất, mà đây còn là từ một người nào đó sẽ đến với một lời đề nghị có vẻ đẹp với bạn. Hãy cẩn thận với bất kỳ ai cung cấp cho bạn một cái gì đó. Mộng thấy mình ăn thịt gà đen đánh con lô, 45. Mơ thấy bị gà đen mổ, giấc mơ này cảnh báo về những rắc rối sắp ập đến với cuộc sống của bạn. Mơ thấy ông con gà đen, giấc mơ này báo hiệu bạn đang có nhiều tâm sự trong lòng nhưng không muốn bộc lộ cho ai nghe. Mơ thấy đuổi theo con gà đen, giấc mơ này cho biết bạn đang cố chạy theo những ước mơ không xác định. Mơ thấy làm thịt con gà đen, điềm báo cho biết bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn để sức khỏe được phục hồi sớm. Mơ thấy con gà đen bị nhốt, giấc mơ này cho biết bạn đang bị ai đó khống chế trong công việc.